Rồi, rồi con đi thượng lộ bình an nha, Vít Lắc về Việt Nam hả? Đừng có gặp thầy này sát cô kia này nọ nghe, ta bỏ bùa con á. Rồi. Không phải, còn trong trứng mà không gì đó. Trứng chưa có nở. Đó này gấp sửa đi về Việt Nam. Rồi con về thượng lộ bình an vui vẻ nha. Sớm về nguyên hồn nguyên xác nha con. Đừng có để về cái xác không mất cái hồn bệnh á. Thanh niên về á cũng về chỉ còn cái xác thôi à. Cái hồn mất ở bên Việt Nam. Phụ nữ cũng có nhiều người cũng bị á. Mất cái hồn. Cười. Ok rồi, có ai hỏi gì nữa không? Mình take break time. Dạ, em tên là Thiên Hồng. Để gặp anh. Em đến từ Phoenix, Arizona. Phoenix, Arizona. Dạ. Năm trước em có đến một lần, có gặp anh Kiệt ở trên núi, thì không sợ nhờ. Em có hai câu hỏi, em nhờ anh Kiệt giúp giùm em. Câu thứ nhất là em xin anh Kiệt nhận em làm đệ tử ngày hôm nay. Làm đệ tử? Thiền Bát Nhã thêm con họ Thiên nữa. Thật sự anh không phải là nhận đệ tử mà anh nhận giùm cho cha, cho mấy vị như là nhận giùm thôi. Cái giờ chảnh mình là bạn nhau hết nha quý vị. Ở chảnh mình là cũng bạn nhau, tiên nữ với nó cũng giống như là trong triều đình vậy đó. Thì lúc thái tử cũng ra khỏi hoàng cung đi chơi vậy. Mình là bạn nhau đi hái hoa rồi. Còn xuống đây thì cứ kêu là gì cũng được, nhưng mà nhận cái dấu thiên tâm á, là để cho cùng chung hết. Đại diện cho cha lên đây nhận luôn. Rồi tên gì? Thiên Hồng hả? Không, đó, dấu này ma nó sợ dữ lắm, dễ hai lần. Thầy em có, em không nhớ. Cái này nó không có vô, nói cái này nó không có vô clip. Bọn bây giờ gì à? Ủa, như anh nói cái này vô đây rồi sao? Ủa, bây giờ ai ra đường chỉ em nói có nhiều tiền đưa tôi hết. Cô còn có 3 tháng cô chết, bây giờ cũng tin, cũng khóc. Anh Việt Nam có thầy nào á? Thầy mấy cái đó người ta chỉ làm tiền mình thôi, mắc mới phải tin cái đó. Mà mình nhìn thấy không có chết mà. Có như tiền đi Việt Nam, bệnh ngu thiệt. Rồi giờ qua đây rồi bị ta hù sắp chết. Bữa giờ có ghế cho ổng không? Không có vụ đó. Đưa đứa tay coi rồi, không có gì. Rồi anh chị nói. Ủa người này giàu cực kỳ ta. Một chồng, hai chồng. Không có chết. Còn không dài dữ lắm. Đừng có lo. Ừ, đại tử hồi tiên con có cha. Lấy con kinh về đọc. Về bởi vì nãy dặn Kim đại tử mình ở Việt Nam thử gặp mấy vụ này. 10 người về Việt Nam gặp mấy cái kiểu mà thầy này thầy nọ. Có một chút mấy ma mà nhập vô á. Mà nói tiện kiểu éo cái là mình lại viết mấy cái chữ thiên á. Ôi quý đó mình gặp lòng phát cho nhiều luôn. Có một lần kiện đi về. Lần nào ngày xưa nghe về Việt Nam á. Nguyên một đống nè, 20-30 người. Ok, tụi mày get ready xong chưa?
thì lấy cái chuông thì gõ beng beng cả một đống người, là toàn là cái thằng kia đang ngồi nói chuyện như vậy nè, đó là thành thanh xà bạch xà lạng lạng phải không, có người á là thằng ông tài thiên phải không, còn mấy cô tiên nữ đàn ông á, mà mấy cô tiên nữ ở dưới thủy cung á thì múa theo kiểu nước phải không, mà tiên nữ trên trời thì múa trên trời, mà một đống một người cùng vậy đó, đó là chuyện bình thường không có gì hết. Cái quan trọng á là họ không phải là tà nha, đó là thiệt á. Ai vô cũng quỳ xuống, mà bình thường thì không dám quỳ nha, mắc cỡ, giờ quá thì mắc cỡ, nhưng mà bảo đảm thì kêu quá nhiêu 50 người không, 60, 60 chưa thiên nó nhập xuống một cái, hoặc là mấy người mà thấp là quỳ liền. Tại trong cái vô vi người ta biết, người ta không mắc cỡ, còn người mình còn cái nhẹ đó mình mắc cỡ. Ở bên cõi bên kia thì có thế lực, cõi này thì vậy thôi, cũng đủ xài rồi, sống dai không lo. Ok, rồi cho thêm chút dài nữa. Đừng có ngu nữa con, đừng có lấy đây hôm nay mang hội thiên rồi không có cúng cho mấy ông thầy nhập đồng nữa. Ừ, bữa mất nhiều. Mấy trăm ngàn, ok, tưởng là mấy trăm nghìn đô chết luôn. Ở bản chỉ là tiền thôi đúng không? Bùa, ngải, thư, ém, nhập đồng. Tất cả mục đích cuối cùng là chỉ muốn lấy tiền Việt Kiều thôi.